Quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức mới nóng hổi mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo dõi chuyên mục tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Trấn Thành tiết lộ sắp có con với Hà Du Quân trên sóng truyền hình sáng ca nhí hàn quốc khá hay nói được ba thứ tiếng khiến cho trấn thành nói trà điều bất ngờ chập cuộc với tâm thế tình thương mến thương mạc văn khoa và quách ngọc tuyên vui vẻ tay khoác vai, miệng cười tiêu tích khi hội ngộ với MC Trấn Thành, nhận thấy cả hai sặc mùi giả tạo Trấn Thành dựng chuyện, chỉ điểm mặt văn khoa không mấy hài lòng khi đi cùng với Quách Ngọc Tuyên, khiến cho liên minh nhanh chóng đổ vỡ. So với lần trước thì mặt văn khoa không khá khẩm hơn, là máy khi liên tục bị axin thẩm vấn và đá xoáy, không kịp phản kháng. Về phía Quách Ngọc Tuyên thì nổi tiếng với nhân vật anh vi cá bao ngầu cả vũ trụ, nhưng đối diện với ông xã Hà đi Quân cũng rơi vào phen khủng đốn chia sẻ rất yêu con nít và bé nào cũng chơi với mình cũng thích trấn thành ngay lập tức chất vấn quách ngọc tuyên tại sao không có vợ phải có vợ mới có con nít chứ việc mc chạm đúng vào điểm yếu của bạn trai cũ của nam thư đã khiến cho mặt văn khoa và cả khán phòng có dịp cười không ngừng nghỉ để tránh khỏi tầm ngắm của trấn thành quách ngọc tuyên kêu gọi đội ra ứng phó quả thật mọi tâm điểm đều dùng vào ba siêu nhí khánh an thiện nhân và tiểu số ca hàn quốc ocean hyun Chủ sĩ đầu tiên chiêu đãi loạt khoảnh khắc vui nhộn chính là cậu bé đáng yêu nhất hệ mặt trời, Osunion, bởi khả năng hoạt ngôn và khả năng chặt chém tượng thời. Trổ tài ca hát bằng tiếng Anh, cậu bé 7 tuổi khiến cho Trấn Thành sao xuyến trung động, buồn sớt nước mắt bởi âm vực đầy sâu lắng. Đồng ngờ ca khúc Osun Hun đang thể hiện khá là vui nhộn dành cho các buổi liên hoan ở Hàn Quốc. Chưa kịp rút kinh nghiệm cho lần quê đồ này thì Osun Hun là một lần nữa sát muối vào tim Trấn Thành khi khẳng định Harry Quân chính là chồng của Sam MC. Theo đó, khi Trấn Thành đặt câu hỏi cho cô biết Harry Quân là ai không, cậu bé người hàng nhanh nhậu đáp là chồng của chú Trấn Thành. Trước biệt cảm khó đỡ của nam MC, cậu bé lại hỏi ngược lại là bạn gái của chú. Dù đứng hình mất mấy giây, Trấn Thành vẫn nhẹ nhàng giải thích ngắn gọn nhưng vô cùng thú vị về quan hệ của hai người. Cô chú sắp có con rồi, Harry Quân là vợ của chú Trấn Thành. Dù tình huống trấn thành tiết lộ thông tin trong chương trình mang tính chất vui vẻ hài hước, nhưng khán giả đều rất bất ngờ với chia sẻ của anh. Trước đó trong chương trình Khi đàn ông mang bầu năm 2018, Trấn Thành cũng từng chia sẻ nguyên nhân chưa có con vì hai đứa quân bị ung thư cổ tử cung cách đây nhiều năm. Hiện tại nữ ca sĩ đã điều trị dứt hẳn nhưng vẫn lo lắng ảnh hưởng tới thai nhi. Cách đây không lâu, Trấn Thành cho hay, Harry Quân đã tái khám và hoàn toàn khỏe mạnh. Gặp đôi đã sẵn sàng đủ điều kiện kinh tế để nghĩ đến việc sinh con. Ngoài ra, hồi năm 2016, sáu Quân được bác sĩ Hàn Quốc chẩn đoán bị trầm cảm, Trấn Thành tiết độ. Harry Quân rất dễ bị căng thẳng, bỏ ăn, khóc không ngừng và thậm chí dễ bị sốc khi gặp chuyện chấn động tâm lý. Những người mắc chứng này có trường hợp bị rối loạn canxi, gây co giật, sưu bột mép. Tuy nhiên, tháng 2 vừa qua, Harry Quân đã chia sẻ tấm ảnh chụp chung với Trấn Thành, trên tay là giấy kiểm tra sức khỏe. Hy vọng tin vui sẽ tới với vợ chồng nghệ sĩ này trong tương lai. Vợ chồng Trấn Thành Harry Won giàu có cỡ nào khiến cho Trường Giang cũng phải ghen tị. Cách đây không lâu, trên mạng xuất hiện một clip quay lại cảnh hậu trường của chương trình Nhanh Như Chớp. Tại đây, Trường Giang lên tiếng tiếp tục bóc mẹ Harry Won và tiết lộ bí mật của cô. Anh nói, tôi đang chờ Harry Won, Harry Won đang đếm tiền ở trong, chưa quay được. Vợ chồng Harry Won giàu lắm, giàu nhất showbiz này. Thằng chồng kiếm tiền, con vợ kiếm tiền, nhưng con vợ lại không biết tiêu xài. Harry Won chưa bao giờ tiêu tiền của mình, nên giàu lắm. Toàn tiêu tiền của chồng, tiền của thiên hạ, nói chung là giàu lắm. Vợ chồng Trấn Thành Harry Won mới mua căn nhà bên quận 1, ở đường Nguyễn Phi Khanh. Cái đường bán bánh canh đấy, chính xác là Harry Won mới mua một căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Phi Khanh giá 15 tỷ đồng nhưng 15 tỷ chỉ là vừa mua thôi, còn sự mất 5 tỷ tổng là 20 tỷ, căn nhà này mua bằng tiền của Harry Won luôn chứ không phải tiền của Trấn Thành, tiền này là tiền riêng của cá nhân Harry Won. Harry Won còn hỏi tôi nên mua chỗ nào, tôi tư vấn hết nên biết hết, đấy đi hát mà mua được nhà 20 tỷ, còn tôi ở chung cư chứ không phải là căn hộ. Vậy Trấn Thành và Harry Won thực sự giàu có như thế nào? Từ vài năm trước, báo chí đã dẫn lời các chủ tổ chức game show truyền hình rằng mỗi lần lên sóng của Trấn Thành dao động khoảng 25 đến 30 triệu đồng một tập. Con số này tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Điều đáng nói, Trấn Thành hiện đang là gương mặt MC hot nhất hiện nay. Anh tham gia vào hầu hết các game show lớn, chiếm nhiều lượt xem trên sóng truyền hình. Nếu ước tính 10 game show hot thì phải tới 7 game show có sự tham gia của Trấn Thành. Anh là con cưng của các tập đoàn truyền thông lớn và hầu như có mặt ở mọi game show của họ. Như vậy, chỉ tính riêng game show thì Trấn Thành đã thu về vài trăm triệu một tháng. Ngoài ra, anh còn đi dẫn event khắp mọi nơi và tham gia đóng quảng cáo hàng loạt. Theo tiết lộ của nhiều người tổ chức event, mỗi lần cầm mic, các xe của Trấn Thành phải lên tới trăm triệu cho một show, chưa kể các khoản phụ thu khác như vé máy bay nếu đi tỉnh, tiền ăn ở khách sạn hàng sang. Giá đóng TVC quảng cáo của Trấn Thành cũng tiết lộ rơi vào khoảng 20 cho đến 30 000 đô cho một TVC. Với cường độ làm việc liên tục của Trấn Thành, việc anh kiếm được hàng tỷ đồng một tháng là chuyện bình thường. Chưa kể trong năm qua, Trấn Thành còn có thêm một nguồn thu lớn từ hai bộ phim Cua lại vợ bầu và Trạng Quỳnh với doanh thu hàng trăm tỷ. Chính vì thế, Trấn Thành sở hữu một khối tài sản khá lớn với nhiều nhà đất, xe sang và hàng hiệu. Trong một lần phỏng vấn cách đây không lâu, Trường Giang từng tiết lộ là Trấn Thành mua ba căn nhà ở Mỹ Nam danh hài hiện đang đi chiếc Mercedes S400L gần 4 tỷ đồng, đeo nhiều đồng hồ cao cấp, trong đó nổi bật nhất là chiếc đồng hồ Cartier đến kim cương trị giá 1,25 tỷ đồng. Còn về Harry Won, tuy lấy chồng nổi tiếng nhưng vẫn miệt mài làm việc với cường độ cao. Trong nhiều năm qua, cô tham gia hầu khắp các game show truyền hình với nhiều vai trò khác nhau. Ngoài ra, Harry Won vẫn đi hát, đóng quảng cáo và dẫn các event lớn với giá cát xe cao ngất ngưỡng. Trong một lần phỏng vấn thì Harry Won từng nói, các xe của bộ phim đầu tay cô tham gia là 50 triệu đồng. Còn trong hợp đồng phim gần đây nhất, con số này tăng lên gấp 10 là 500 triệu. Mức các xe của Harry Won khi dẫn game show cũng tương đương trấn thành. Ước tính Harry Won cũng thu về vài trăm triệu một tháng nhờ công việc này. Cách đây không lâu, cô còn bắt đầu một lĩnh vực mới, đó chính là kinh doanh. Harry Won là người đồng sáng lập trong một công ty chuyên kinh doanh giày dép. Trong một lần đi mua sắm, Harry Won đã đòi Trấn Thành mua cho mình hai chiếc túi Chanel trị giá 10.000 đô mỗi túi. Đáp lại tình cảm của Trấn Thành, cô tặng lại cho anh một chiếc đồng hồ trị giá là 843 triệu đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.